Các bạn, trên tay mình hôm nay là chiếc Skyline S5, chiếc điện thoại mới nhất của hãng điện tử Pantech dành cho thị trường Hàn Quốc. Cấu hình của VGS5 như sau: chip xử lý Qualcomm MSM8960 2 nhân xung nhịp 1.5GHz. Đặc biệt là VGS5 là một trong những chiếc điện thoại đầu tiên sử dụng công nghệ thiết kế viền siêu mỏng Zero Bezel. S5 sở hữu màn hình 5 inch với độ phân giải 1280x720, sử dụng trên tấm nền IPS. Mọi người có thể nhìn thấy rằng cái thiết kế của S5 rất là vun vức và đẹp, và xung quanh hai bên viền này rất là mỏng. Nếu mình so sánh với những smartphone khác, ví dụ như VGS3 hay người thiết bị tiền nhiệm là Vega Razr 2, thì viền của Vega S5 rất là mỏng. Ở mặt trước các bạn có thể nhìn thấy một loa thoại và các cảm biến. Đây là biểu tượng Sky. Mặt sau của chiếc Vega S5 này gồm một loa ngoài, một chiếc camera, đặc biệt camera của Vega S5 13 megapixel. Mình đã thử trải nghiệm chiếc camera này trong vòng 2 ngày, thì điều ấn tượng nhất đó là chiếc camera này đem lại cảm giác là zero lag, nghĩa là bạn sẽ không còn cảm thấy chụp bức ảnh mà mất một cái thời gian ngắn nào để lưu bức ảnh, mà chụp một cái là lưu ngay, chụp ảnh rất là nhanh, và bức ảnh cũng đem lại cái độ sắc nét hơn nhiều so với những camera trước của các dòng Vega. Đây là biểu tượng 4G LTE. Đây là biểu tượng Sky. Review Sky khá là thể hiện quan điểm của mình trên thiết kế nên đâu cũng nhìn thấy chữ Sky. Các bạn có thể thấy mặt trước phía trên đầu này là gồm một lỗ cắm cho tai nghe 3.5. Một bên cạnh chỉ gồm một phím nguồn duy nhất, còn lại tất cả đều phẳng. Bên cạnh còn lại chỉ có một phím volume. Và ở cạnh dưới đó là một cổng USB, và bên cạnh này là anten. Có thể thấy rằng là thiết kế của Vega S5 được giảm lượng đi rất là nhiều, và xung quanh hai bên viền là viền kim loại sáng. Cái cách bo viền kim loại này rất là đẹp, nó bo hết cạnh này uốn lượn. Về cái chất lượng của cái viền VGS5 này cũng như các cái dòng Vega khác là chất lượng khá là tốt, vì mình đã thử dùng chú S5 này đút túi quần trong mấy ngày sử dụng và không hề dùng đến một chiếc bao bảo vệ nào, nhưng đến khi mình bỏ ra quan sát kỹ thì cũng không hề xuất hiện các vết sức bụi. Đó cũng là một điều mà rất là thích dành cho các smartphone cao cấp nếu mà có độ bền như vậy. Ở đây các bạn nhìn thấy rằng đây là màn hình chính, màn hình khóa của chiếc VGS5 này. Trên chiếc màn hình này, đây là giao diện home screen gồm những ứng dụng mà mình có thể thả vào cái vòng tròn này là có thể truy cập nhanh. Tất nhiên là bạn có thể tùy biến những ứng dụng này, ví dụ như ở đây mình đặt camera và phần mềm nhắn tin Hansen. Cái cảm giác đầu tiên khi cầm vào chú VGS5 là mình rất là thích, bởi vì cái mặt trước của máy gần như được phủ toàn bộ bởi màn hình, chỉ màn hình mà thôi. Cầm trên tay cảm giác như là mình đang cầm một chiếc máy chỉ có màn hình mà không có viền. Giao diện thì chiếc S5 vẫn sử dụng giao diện Android 4.0 được tùy biến bởi Pantech, giống hệt như giao diện trên Vega Razr 2. Cái điều mà mình rất thích ở hãng Sky chính là hãng tùy biến rất tốt cái giao diện này. Càng thích hơn nữa nếu bạn ở bên Hàn Quốc thì bạn được sử dụng rất là nhiều dịch vụ của Sky. Mọi người có thể thấy cái dock này. Cái dock này cũng là một
cái mình rất là thích. Thì chúng ta có thể bỏ những ứng dụng chúng ta hay dùng vào cái dock này. Ví dụ như đây, tôi kéo ứng dụng Galaxy vào đây. Đó, tôi kéo ứng dụng camera vào đây. Tôi kéo Play Store vào đây. Và cái dock này bạn có thể trượt sang ngang, hơi giống Go Launcher, trượt sang ngang. Ở dưới này ta quan sát thấy là hàng phím cảm ứng của Android 4.0. Đây là menu. Đó, bạn trượt sang ngang, nghĩa là bạn có thể bố trí đến rất là nhiều ứng dụng trên chiếc dock này. Đó, ở trong màn hình chính của Vega S5, các ứng dụng có thể bố trí dạng tab. Như ở đây các bạn nhìn thấy có một tab mặc định là tab app. Tôi có thể thêm một tab mới. Đó, thêm một tab mới, bạn có thể gõ là tab giải trí. Giải trí. Đó, và chúng ta có thể thêm các ứng dụng vào tab giải trí này. Đó. À, một cái rất là hay ở trong giao diện của hãng Sky, giống như trên iPhone, đó là bạn có thể nhóm họp các ứng dụng với nhau thành một thư mục dựa vào việc chúng ta kéo ứng dụng lại với nhau. Ví dụ tôi kéo ứng dụng này, thả ứng dụng này, các bạn có thấy không? Đó, như vậy tôi kéo ứng dụng này và ứng dụng này. Như vậy lập tức hai ứng dụng sẽ tự tạo ra một thư mục mới. Thì cái điểm mà mình thấy rất nhiều hãng học hỏi iPhone cũng chính như Sky đang học hỏi này, thì iPhone còn có khả năng là tự đặt tên thư mục theo cái chủng loại của các ứng dụng kéo vào với nhau nữa, thì Sky vẫn chưa làm được mà chỉ hiện lên folder thôi. Nghĩa là mình vẫn phải tự tay mình đặt lại tên cái thư mục này. Bây giờ mình sẽ thử một số chức năng của hãng Vega. Ví dụ như là chức năng phẩy tay chuyển ảnh cho các bạn xem. Ở đây có rất là nhiều ảnh. Mình chọn ảnh này. Mình sẽ xoay. Đó. Các bạn không cần chạm tay vào màn hình. Các bạn có thể chuyển ảnh rất là dễ dàng. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng nếu khi chúng ta đang thực hiện thao tác này trước mặt các cụ già, các cụ có thể thốt lên rằng thật là thần kỳ. Vì các cụ vẫn đi luyện khí công thường xuyên, nhưng các cụ chưa bao giờ từng có thể di chuyển một vật thể như mình làm. Chức năng này khá là hay và cũng rất là hấp dẫn với nhiều người. Đó, chức năng này cũng có thể áp dụng được trong khi chúng ta nghe nhạc. À, và mình cũng nhận xét thêm về cái loa ngoài của Vega S5 này, thì mình rất là thích cái loa ngoài này. Chất lượng của loa ngoài khá là tốt, tiếng to. Khi mà dùng các dòng điện thoại thì mình thực sự là hay chú ý đến những cái vấn đề bản chất. Nghĩa là loa ngoài của anh có tốt không, loa thoại có tốt không và pin có đảm bảo không. Đấy là vấn đề. Ở đây, mình không thích nghe bài này thì mình có thể chuyển bài. Đó, không cần phải chạm vào màn hình. Các bạn có thấy giao diện music của S5 được thiết kế cũng rất là đẹp. Và đây là biểu tượng gì đây? Đây là biểu tượng cho tùy chỉnh các chế độ nghe nhạc. Giao diện chơi nhạc.
cũng được tùy biến rất là đẹp. Đó. Lo ngoài của S5 khá là tốt đấy. So sánh với nhiều dòng thì mình đánh giá lo ngoài này khá là hay. Chúng ta thử thưởng thức một đoạn video ở trên chiếc VG S5 này. Và đây các bạn có thể thấy rằng đây chính là thanh notification của VG S5. Ở trong máy tôi sử dụng SIM mobile phone, có phần quick setting này và digital setting, hai cái tab này. Các bạn có thể tùy chỉnh hai tab này được, có nghĩa là mình có thể bố trí thêm là ta sẽ đặt những cái phần ứng dụng gì cài đặt nhanh lên trên này. Ở đây là chúng ta tắt bật nhạc nhanh, đó, tắt nhạc, bật nhạc. Dường như là những cái rất là cần thiết của một bản room mà thường ấy, đối với những cái dòng Android khác chúng ta thường phải cúp mới có. Sử dụng cúp mới có thì trên S5 đều, trên hãng Vega, Pantech đều có hết. Ví dụ như đây tôi nhìn thấy rằng mình có thể đưa máy về chế độ rung, tắt bật các kết nối, và hay nhất là S5 trang bị cái chế độ có thể chuyển máy trở lên phông rất là to. Đấy, phông chữ to giúp cho những người mắt kém như mình, hoặc là các bạn cũng thế thôi, sở hữu một chiếc máy với màn hình to nhưng không có nghĩa là mình có thể nhìn được cái chữ rất là nhỏ. Đó, lập tức bạn nhìn không, tên của ứng dụng rất là lớn, và cái này mình nghĩ là ứng dụng cái tính năng này rất là cần thiết. Đó, chúng ta hãy thử xem một đoạn video trên chiếc màn hình lớn này. Đó, có thể thấy rằng cái màn hình 5 inch này thực sự là đem lại cảm giác hết sức là thích ấy, giống như bạn đang ngồi trước một chiếc TV LCD lớn với khoảng cách gần. Các bạn thích Mr. Đàm không ạ? Đàm Vĩnh Hưng thì rất là đẹp trai và phong cách, chuyên mặc đồ hiệu. Như trong video là mình không phải tay được. Ở trong S5 có một tính năng rất là hay, đó là bạn có thể minimize cửa sổ đang xem video lại, trở thành một... Đó, bạn có thể thấy không? Bây giờ video đã thành một cửa sổ nhỏ rồi, và tôi có thể hoạt động tiếp các ứng dụng tôi cần, ví dụ như là nhắn tin. Đó, mình có thể vừa xem video, vừa lướt web được. Tôi xin cửa sổ này lên trên này, cất nó lên trên này. Đó, chúng ta có thể vừa đọc báo này, mà vẫn không bị ngắt quãng khi mà mình xem một video yêu thích. Tính năng này các bạn cũng thấy ở trên S3 rồi. Rõ ràng là hãng Pantech học hỏi khá tốt từ người cùng quê hương Samsung của mình. Bây giờ mình sẽ nói thêm về vấn đề tương thích mạng và SMS của trên chiếc S5 này. Thì mình cũng đã thử nghiệm chiếc S5 với 3 SIM của Viettel Mobile và Vina. Thì khi mình sử dụng phần mềm thứ 3 nhắn tin là Hansen,
Hansen và Go SMS trên có thể đào dễ dàng trên Markit thì đều có thể nhắn tin đầy đủ 160 ký tự. Ở đây mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn nhìn. Nhắn tin trên chiếc màn hình rộng này thì khá là thoải mái. Các bạn thấy rằng đây là độ dài tin nhắn 157 ký tự. Tôi sẽ tiến hành gửi tin. Đó. Tin nhắn được gửi đi rất là nhanh. Gần như chỉ sau một giây thôi là mình có thể gửi được tin. Tôi hết tiền rồi. Và mình sẽ nói thêm một số ứng dụng trên chiếc Vega S5 này khá là hay. Ví dụ như cái photo frame này thì rõ ràng là khi các bạn chụp rất nhiều bức ảnh, và chụp nhiều bức ảnh với camera 13 megapixel thì sẽ muốn xem lại những bức ảnh đó và mình ngại lật thì có thể dùng cái ứng dụng chạy mặc định này với rất là nhiều hiệu ứng. Các bạn có thể quan sát. Đấy mà đáng ghi nhận. Đây là những bức hình mình chụp bằng camera của S5. Đánh giá camera này thì các bạn nên thực sự sở hữu và sử dụng. Thứ nhất là tốc độ chụp rất là nhanh và hình ảnh chụp đẹp khi mà mình chụp một cái khung cảnh rộng như một con đường ở trước cửa hiệu thì mình cũng rất là thích. Và khi zoom lên thì zoom lên nhiều lần mà vẫn không bị vỡ ảnh, vẫn nhìn chi tiết những cái hàng chữ, các biển quảng cáo. Ngoài ra thì S5 còn sở hữu một cái công nghệ là Screen Link, sử dụng qua Wi-Fi Direct, nhưng mà hôm nay thì mình không có sở hữu một cái màn hình nào TV thông minh có khả năng chia sẻ nội dung qua Wi-Fi Direct hay một chiếc Vega S5 thứ hai.